trời mưa rất là to cô chú ạ. Em được nghe là ở trên Sacramento, khu vực miền Bắc Cali đấy, là hình như hôm nay là có bão, nên là các cô các chú lớn tuổi và canh các chị nhá, nếu có đi ra ngoài á, hết sức cẩn thận, nếu mà không cần thiết thì đừng có đi ra ngoài, nguy hiểm lắm cô chú nhá. Bây giờ em sẽ khoe một số cái cây cho cô chú coi. Đây, nhà em. À, cây hồng giòn đã về rồi cô chú ơi, nhưng mà nó chưa có ra lá, bây giờ nó là chỉ là be rút thôi cô chú ạ. Đó, cây hồng giòn ạ. Hồng giòn quả cani thì rất là ngon nhá. Ui lạnh quá cô chú ơi, mưa này. Mưa tầm tã này, mấy cái em xoài của em à. Tuần này mưa rất là nhiều luôn, Bắc Nam Cali gì mưa rất là nhiều, vì thế đó, các cô chú đừng tưới nước. Có thể xong mưa đợt này thì một tháng sau mới tưới nước cô chú nhá. Đấy, đậm đà luôn cô chú ạ. Còn nếu mà mưa lạnh ở những cái vùng cao mà gió lạnh quá mà sợ thì nên để vào patio hoặc là che chắn lại cho nó nhá cô chú nhá. Còn nhà em thì không có chỗ che nên để giữa trời này. Đấy, giữa trời mưa gió rét. Vừa cầm máy quay vừa run cầm cập này cô chú này. Xoài nhà em thì rất là nhiều, đủ chủng loại nhá. Ai muốn ăn cái dạng xoài xanh sống như nào thì cứ gọi trực tiếp cho em. Rồi bây giờ em chỉ khoe là em có rất nhiều loại xoài thôi, chứ giờ không có thời gian để mà vạch xem nó là cái xoài gì, vì nhiều quá đây cũng chẳng nhớ luôn cô chú ạ. Đây là những cái cây xoài to này cô chú này. Đây, những em xài nát gút mới về, cây rất là đẹp, đẹp hơn những cái cây trước rất là nhiều. Đó, đủ xài đủ loại, cao rống lên luôn, đẹp lắm cô chú ạ. Nó đang ra tượt non, nó bung lụa rất là nhiều luôn. Giá bắt đầu là những cái cây này thì cũng bằng cái đợt on sale Thanksgiving của em thôi, cũng là 700 đồng. Có cây có trái, có cây đang có hoa. Đó. Có cả analo nữa. Cây rất đẹp. Đó, cây rất là đẹp luôn. Đặc biệt là có em Border Scott, cây rất là đẹp luôn. Thì là 800 đồng một em, không có nhiều cô chú ạ. Này cô chú nhìn này. Dài nát gút là trái này, cây bự lắm. Đó. Đây nè. Cây Border Scott của em này cô chú. 800 đồng cây quá đẹp. Những cái giá mà em đưa ra này là chuẩn luôn, chứ không có nâng lên đặt xuống nữa cô chú ạ. Cây rất là xanh, rất là đẹp, rất là khỏe luôn cô chú này. Em chuyên cho nó giữa trời lạnh và mưa như này luôn á. Cô chú thấy nó xanh mượt rồi. Tốt không? Nên là những cái cây mà nó khỏe như này cô chú bê về nhà các cô chú rất là yên tâm luôn nhá cô chú nhá. Tại vì em đã chuyên cho nó rồi. Còn bên này là một em Nam Đốc Mai siêu khủng, đang ra hoa này. Đấy, đang ra hoa đấy. Mà gặp mưa này không biết thế nào đây. Cây rất là gốc rất là to luôn. Chậu 40 năm, 16 năm ra lông gì này. To lắm cô chú ạ. Dạ, trước mặt cô chú đây, dù trời mưa tầm tã nhưng mà cái cây này là cái cây nho thân gỗ 100 ga lông. Đó cô chú nhìn này. Cái gốc rất là to lắm cô chú ạ. Cô chú nhìn này. Mưa thì mưa nhưng mà em vẫn phải quay cho nó xong xuôi. Những cái cây này dạng như cây cổ thụ, cây nho thân gỗ rất là lớn. Cô chú nào mà muốn cái cây lớn như thế này thì liên lạc với em. Em có rất là nhiều luôn. Nếu mà nói về nho thân gỗ nó em có nhiều lắm. Vì thế các cô chú cần gì thì cứ gọi điện bắt phone để mà nói chuyện cho nó rõ ràng. Vì là nhiều size, nhiều loại, nó comment nhiều lúc cũng không thể mà biết được là các cô chú muốn cái gì nữa. Nếu mà thực sự muốn thì cứ gọi điện cho em. Em lúc nào nghe 24/24, lúc nào bận quá thì em sẽ gọi lại hoặc cứ để lại tin nhắn cho em nhé. Cô chú, nhiều lúc hai đứa nhỏ nó nghịch phone thì lại cũng không thấy được tin nhắn thì cứ gọi lại lần nữa cho em cho yên tâm. Với các cô các chú là cây này là cây na Việt Nam của em nè. Một tháng em mới tưới nước một lần thôi cô chú ạ. Lá xanh tươi xanh ngum em để trong patio này. Tại vì mấy hôm nay trời mưa mà cứ đắm nó ở ngoài thì nó tắm nước thì nó không thích lắm. Đặc biệt cây na với cây xoài, nhưng mà cây na thì thường thì nó sợ lạnh hơn cây xoài, nhưng mà nếu mà có mái che như này thì ok. Cô chú nhìn này. Đấy, em một tháng em mới tưới nước một lần nữa, xanh ngum. Cây na Việt Nam ấy cô chú ạ. Ai mà còn thiếu cây này thì khênh em này về rất là khỏe. Em đang chuyên cho nó ở ngoài trời đấy. Là những em hoa lài Việt Nam để pha trà. Mấy cô mấy chú ơi, đây là cây trà nhá. Cây trà Nhật nhá, nó cũng không còn nhiều đâu, chỉ còn ở available cùng lắm 20 cây thôi. Vì thế các cô các chú nào mà còn đang đắn đo suy nghĩ gì thì cứ liên lạc với em. Nghĩa là cái cây trà này nó rơi vào khoảng 1 này 2 găng tay thôi mà nó có 20 đồng. Bây giờ các cô chú đi ra ngoài uống một ly nước, cái ly lớn, size lớn nó cũng gần 10 đồng một ly rồi. Nên vì thế cái cây nó cũng chỉ có như vậy mà nó ra giá 20 đồng, con nghĩ là rất là ok, rất là rẻ. Nên các cô các chú cũng không nên thắc mắc là có thể rẻ hơn được không nữa nhé.
Tại vì các cô chú trồng cây biết rồi đấy, chăm sóc được một cái cây rất là vất vả luôn. Cái cây này rễ đầy chậu luôn, là nó rơi vào khoảng hơn 2 năm tuổi đấy cô chú ạ. Người ta trồng từ hạt đấy, mà người ta mang hạt giống từ bên Nhật về người ta ươm trong phòng nắp chứ không phải là đơn giản đâu. Nên là cái công rất là khó, rất là vất vả. Mà người ta trồng cho mình được một cái cây như này mà có 20 đồng, nghĩ là không có gì phải thắc mắc về cái giá của nó đâu cô chú ạ. Còn đây là cái cây nải. Cây nải thơm Việt Nam để pha trà. Đây là những em ổi Đài Loan mới tuyển về, cây cao rất là đẹp. Và đã một số em đã đi về nhà người ta làm dâu hết rồi. Còn lại 2, 4, 6, 7 em. 7 em này cũng rất là cao, rất là đẹp. Trời thì mưa, dân chơi không sợ mưa rơi cô chú ạ. Mưa rơi ướt áo thì dân chơi đi về, hoặc là đi vào nhưng mà ướt áo em vẫn không vào. Dân chơi này hơi bị lì. Đó cô chú nhìn này. Những cái cây cây nho thân gỗ đỏ. Trời ơi mấy cây nho thân gỗ đỏ rất là thích nước. Càng nước nó càng càng phát, nó càng sung. Cô thấy, cô chú thấy không? Mấy bữa này mưa chu mưa tầm tã, nó thối đất thối cát luôn đó. Mà nó cứ xanh um mà đẹp lắm. Nên là cô chú cứ vã nước cho nó thoải mái, không thành vấn đề nhé. Nổi như hoàng rồi. Bên cạnh là một em gì kia, Ruby Supreme cao rống. Đó, mấy em nữ hoàng này thì vẫn là 150 cô chú nhá. Đèn tên đèn. Mấy em khế ngọt này giờ chỉ còn ở veo này bồ có ai em thôi. Ai chưa mua được thì nhanh tay hết đến nơi rồi. 70 đồng một em. Rồi những em nho thân gỗ nè, 100, 120 nè, xanh um luôn. Nó rất là thích mưa luôn á. Ở đây là những em do thái đỏ. Đó cô chú nhìn nè. Cái cây mà thẳng tắp giống như cái que này. Trời ơi. Chú Phi chú mua rồi mà nó bị rơi hôm nay là mưa. Mưa nó rơi mất của chú rồi, tí phải dán lại cho chú. Cây như này này em bán 160 thì hết hàng này rồi, giờ chỉ còn hàng 180 cây sum suê nhiều nhánh. Cây này là 160 thì ông chú mua rồi nhưng mà mưa quá đấy cô chú. Nó rơi mất cái tờ giấy rồi, tí em lại phải đi em dán một lần nữa. Đợt này em chuẩn bị khoảng 1 đến 2 tuần nữa, khoảng hơn 1 tuần nữa thôi, không đến 2 tuần, hơn 1 tuần nữa này em sẽ đưa cây lên Bắc Cani. Vì thế cô chú nào mà muốn những cây cây lớn như thế này, cây xoài này, đang có bông luôn, đang trổ bông luôn cô chú ạ. Xoài Nam Đốc Mai rồi đủ thứ loại xoài mà 200 lớp ở đây này. Cây lớn nha. Cô chú nhìn đây, vĩ đại chưa? Lớn lắm, trời mưa tầm tã mà em vẫn ở ngoài em quay phim bình thường. Đấy, cô chú nghe không? Nghe tiếng mưa rơi không? Dạ mà. Này em tiện tiện đây thì em cũng khoe luôn, em sẽ đi lên Bắc Cang đi một chuyến nữa. Vì thế các cô chú liên lạc nhanh nhá. Để mà lấy order em đưa đi. Cho lấy khí thế đi lên trên đấy cho nó có không khí ngày Tết cô chú ạ. Để ăn Tết cho nó có cái bánh chưng bánh tét. Tết năm nay là đói rồi cô chú ơi. Chuẩn bị về Việt Nam rồi. Đây nè, đây là những cây vải của em này. Cây vải của em thì rất là đẹp. Cô chú nhìn xanh um à. Đó. Hình như ở đây còn lại sót một em vải lưỡi gà. Để em coi xem nó nằm ở góc nào. Còn hôm trước cái em lưỡi gà bự ấy, thì đã có người rước về rồi. Đây cho cô chú quay gốc rất là to nha em lưỡi gà này nha. Cây chiết nha. Đấy, đây này em lưỡi gà. Cô chú nào thích thì liên lạc em. Em lưỡi gà thì giá nó nhỉnh hơn là cái em gì? Em vải thiều. Em vải thiều thì 200 cũng cây to vật. Đó, cây to vật vã giá 200 đồng. Còn em này thì nhích hơn chút. Đây này. Đó cô chú này. Tại vì hàng này không có nhiều nên ai thích cái hàng này thì liên lạc trực tiếp với em nhé. Tôi coi cây này. Đó. Tàn nó cũng nhiều lắm, sum suê xanh um. Đây những em Border Scott 160. Vẫn còn khoảng mười mấy em nhé. Cô chú nào mà muốn cái dòng Border Scott trái lớn này, nó mứt trái rất lớn, lớn số 1 so với lại các loại Sabuche thì nó là đứng số 1 trái rất lớn. Thì nên là em cây ghép cao 4 feet trở lên đấy. Grand Shortbread này nên mình Z này. Rồi Kerry này, những cái dòng xoài này rất là ngon. Xoài khen thì ăn sống rất là ngon rồi, các cô chú chắc là ăn nhiều rồi. Nhưng mà cây này không phải cây từ hạt, cây này cây ghép nên là nhanh ra trái cho các cô các chú nhé. Đó, ai mà thích những cây này thì giá 100 đến 120 thì liên lạc em. Đây là những em châm. Những em châm rất là cao. Qua đầu em lá xanh um, chịu lạnh tốt. Đó. Giờ hết giá sale rồi nhá, 100 đồng một em nha. Cây châm đó cô chú ạ. Cô chú ơi, Ruby Đài Loan, sorry, Ruby Thái không hạt lại về thêm chuyến đợt nữa. Đợt này về là 20 cây cô chú nhá. Cây nào cây đấy rất là sung, rất là đẹp. Nè.
có cây là cao rống lên rất là đẹp luôn, mà tượt tàn ra rất là nhiều luôn. Vì thế cô chú anh chị nào còn chưa mua được cái giống ruby thái đỏ này thì liên lạc với em ngay nhé. Cây rất là đẹp, rất là khỏe. Ship đi các tiểu bang trên toàn nước Mỹ này. Trời mưa tầm tã này, em đang đứng ở ngoài dưới gốc cây này mưa này. À đây, khoe với cả nhà mình cái cây gì đây, cây nho thân gỗ. Trái quá trời luôn nè cô chú ơi. Mưa là nó khoái là nó lại còn xanh mà trái ra rất là nhiều cô chú ạ. Đó cô chú ạ. Cây này của ai đây? Cây này ai mua rồi đây? Trời ơi, cây này dáng đẹp chưa cô chú? Có người mua rồi sao? Thấy dán tên sâu rồi. Cô chú ơi, lại tiếp tục hàng mai Tết, mai vàng Việt Nam. Thì cái mai mà gốc lớn thì em đã hết hàng rồi. Thì hy vọng tuần tới người ta sẽ bỏ xỉ cho em tiếp. Còn trong tuần này thì em vẫn còn là cái dòng mai thơm, dòng cúc thọ hương là dòng 36 cánh. Cái cúc thọ hương này thì là một dòng cái mai mới mà nó đột biến hay sao á. Thì bây giờ người ta chơi cái cúc thọ hương cũng rất là nhiều. Đó, cô chú nhìn này. Gốc là gốc xoắn nhá. Gốc xoắn. Đấy, dạng này là của em là dạng bonsai. Cái gốc của nó này. Cô chú nhìn này. Rất là đẹp. Mọc rêu lên, rêu xanh lên luôn này. Cái nền là nền rêu xanh luôn đấy cô chú. Đẹp lắm. Tí nữa em để một vài cái hình mà mấy cô mấy chú tới, mấy chú đã mang mấy em đợt hàng đợt trước á, về nhà rồi á, thì các cô các chú design rất là đẹp, nên là khoác cho nó thêm một cái áo mới. Nó hoàn toàn nó khác với cái chỗ nhà em đây. Nhìn nó lạ lắm luôn á, nhìn không nhận ra luôn. Mà các cô các chú thật là khéo tay. Trang trí đẹp lắm. Mà các cô các chú chỉ có đặt cái chậu, chậu này là chậu 3 ga lông, lồng lên cái chậu kiểng của các cô các chú thôi. Xong các chú cô các chú làm sao mà đẹp lắm luôn. Chứ không có thay đất nhá. Không có bỏ ra cái chậu khác mà chỉ có lồng nó lên. Dùng cái chậu này, lồng nó lên cái chậu kiểng mà rất là đẹp. Nhìn không nhận ra luôn đấy cô chú. Tí nữa sẽ khoe cho các cô các chú quay. Rất là nhiều người khéo tay, rất là nhiều nghệ nhân đến đây. Mà phải nói là công nhận các cô các chú rất là khéo tay luôn á. Làm gì cũng đẹp. Thì đây những cái nụ của nó đây này cô chú này. Nó khi mà đến Tết á, em nghĩ là còn hình như hơn 2 tuần nữa là Tết rồi hay sao ấy, cũng chẳng để ý lịch Việt Nam nữa. Nhưng mà nghe nói thiên hạ đồn là như vậy. Thì những cái nụ này này cô chú nhìn này. Đến lúc đó nó bung ra thì trời ơi rất là đẹp luôn. Mà ai còn đang suy nghĩ đắn đo về cái cây mai Việt Nam này á thì cứ gọi trực tiếp cho em nhé. Nếu mà ở tiểu bang khác thì em ship nguyên cái chậu này đi. Em thả luôn cái chậu này em ship đi luôn. Đó, em sẽ làm rất cẩn thận chắc chắn cho các anh các chị các cô các chú. Đây nữa này, một em này nữa, mỗi em một dáng, mỗi em một vẻ. Vì thế là ai muốn quay cây thì gọi FaceTime trực tiếp để nhìn cái cây cho nó dễ, cho dễ lựa chọn. Còn bên trong này là mấy em mai. Bây giờ bắt đầu là ra nụ rồi. Mấy em mai này là mai của mai vàng. Nhưng mà của Florida bỏ hàng cho em. Gốc rất là to. Mà mai này gọi là mai Thủ Đức. Đó, mai Thủ Đức cũng đẹp lắm. Gốc to lắm. Mai này mà ai biết uốn bonsai thì về bắt thép, bắt kẽm, uốn lại thì rất là đẹp. Gốc to lắm. Mai này nó ở bên Florida người ta trồng. Hình như họ cũng nhập hàng bên Việt Nam sang hay sao á. Nhưng cái dòng này là dòng mai Thủ Đức. Đó, nó đang ra nụ này cô chú. Đấy, nó cũng đang ra nụ nhiều lắm luôn ạ. Gốc cũng uốn éo đủ kiểu luôn đó cô chú ạ. Đây nè. Đấy, gốc to lắm. Đây nè cô chú nè. Đấy. Đang nụ rất là nhiều luôn. Đó. Đây còn em này là em thọ hương nhưng mà là thọ hương cẩm thạch. Cái lá nó có hai màu á, sòng sọc. Vừa chơi được lá vừa chơi được bông luôn. Cái này là đột biến từ thọ hương thường ra. Dáng nghiêng ngả bonsai các kiểu cô chú ạ. Đây nè cô chú nhìn cái lá này. Em tính em nhổ hết cái lá này đi nhưng mà em phải để lại cho các cô các chú nhìn cái lá cho được rõ. Đó. Cũng đang nụ nhiều nhá. Cũng đang có nụ nhiều. Nó mà nở ra cho 5 cái nụ, 5 cái bông, 5 cái bông thôi là đã thấy khác hẳn rồi. Bên này nè, bên này là thọ hương thường này. Nụ quá trời nụ tung bùng luôn đấy cô chú. Thân thì uốn éo rồng bay phượng múa các kiểu luôn. Này cô chú nhìn hay không? Lạ mắt lắm luôn đó. Nhà hàng này em không còn nhiều đâu nhá cô chú nhá. Vì thế mà ai đang muốn sở hữu một cây em mai Việt Nam, mai vàng Việt Nam nhá. Thì liên lạc với em, cái này trưng ở tiệm hoặc trưng trong nhà hoặc bàn khách rất là đẹp luôn. Tí em đưa cái hình mà mấy cô mấy chú về, các mấy cô mấy chú design rồi. Để trong nhà đẹp lắm. Còn em thì nếu mà trời ấm á, trời ấm thì em sẽ để ra ngoài phơi nắng, nhưng mà trời lạnh thì em để trong gara, em đóng cửa lại. Đấy, đây là nam cani.
Cái này nó cũng y gì để chăm sóc thôi chứ không có gì hết. Em có nhiều như này em còn trăm nổi nữa, là mấy cô mấy chú có một cây. Wow, đóng cửa luôn rồi. Vừa nói đến đoạn đóng cửa là nó đóng cửa luôn. Đây cô chú nhìn cái cây nho thân gỗ của em này. Trời ơi, cái cây này là thôi rồi đấy, nó mà ra trái là hái cả rổ chứ không phải là cả xô luôn, chứ không phải là cả rổ nữa. Nó dích thì cô chú nhìn này. Mấy bữa nay mưa là bác cái sung em thả phân cá vào cái này. Trời ơi, là đúng ý ngày ngày nở cho thì thôi rồi. Đúng như là đi biểu tình luôn đấy, nhìn này cô chú nhìn. Quá trời bông, quá trời nụ. Cây này nó già đời rồi cô chú ạ. Nó già đời rồi đấy. Nhìn cái tốc độ ra hoa của nó là cô chú biết này. Rất là nhiều di dít ở trái này. Trái luôn đó. Đấy, trời ơi, nhìn thích lắm cô chú ạ. Vừa mưa vừa gió đứng quay phim cho cô chú ơi. Nhiều lắm. Lần này là chuẩn bị Tết cổ truyền Việt Nam ấy, nhiều các cô các chị về làm đẹp ấy, thì em xin chia sẻ một câu chuyện. Em đứng hướng nào cho đỡ mưa để em chia sẻ. Đây em khoe cái hoa này của em. Là cô chú nhá, mấy chị nhân nhân nếu mà đi bệnh viện Chợ Rẫy thì phải cẩn thận. Tại vì có một cô khách hàng cô gọi điện, cô mới đi làm đẹp về, bữa trước cô order nhưng mà tại vì cô đi Việt Nam cô cancel nên là đợt này cô gọi lại để cô lấy hàng thì cô nói con ơi nếu mà con có đi về bệnh viện Chợ Rẫy làm đẹp thì con tránh ra. Tại vì cái ekip ở đấy như này, câu chuyện là như này. Cô làm căng da mặt thì nó bắt cô nhịn đói là hình như là gần một ngày trời. Từ đêm hôm trước, từ ngày hôm trước là không được ăn cho đến 11 giờ trưa hay 12 giờ trưa nó mới bắt đầu phẫu thuật á. Thì cô đói quá, cô tụt huyết áp, cô chịu không nổi nữa. Tại vì người già, cô năm nay là cũng gần 70 tuổi rồi, cô chịu không nổi. Cô bảo thôi, cô đã lên trên bàn rồi, cô nói với y tá là cô không chịu được nữa. Thì bây giờ là cô không muốn làm nữa, để cho cô đi về, ngày mai cô ăn cái gì rồi cô mới làm. Thế là ý là cô muốn cancel cái cuộc ca phẫu thuật ở đấy. Thế là lúc đó là mấy người đó làm sao mà có thể để khách hàng đi được. Mấy người đó giữ cô lại rồi truyền nước biển cho cô. Và bắt cô lên trên bàn mổ phẫu thuật. Gây mê, gây tê gì nào. Rất là đau, cô bảo đau ơi là đau, đau chưa bao giờ từng thấy trong đời của cô mà nó lại đau đớn như vậy. Thành ra là khi mà mọi người làm, mọi người phải cẩn thận nhé. Tìm đến cái chỗ địa điểm uy tín. Chứ mà như vậy là chết ấy. Mà rồi nó còn đối xử với cô rất là tệ luôn. Tại vì là lúc đó cô đòi về không muốn làm là nó nguyên một cái ekip nó nói rỉ tai với nhau là nó hành cho cô, là cô rất là đau đớn cô. Nên cô nói là nếu mà mình có đi làm mình phải cẩn thận, mình đừng có nói cái gì nếu mà mình có làm hay không làm. Nếu không làm thì âm thầm ra về, còn nếu mà muốn làm mà ở lại nói linh tinh cái là tí nữa là nguyên một cái ekip là nó chơi cho chết luôn á, là đau lắm, chịu không nổi luôn. Là mấy cô mấy chị đi làm đẹp nó cẩn thận nhá, nguy hiểm lắm. Mà nếu mà giữa giá cả giữa Việt Nam và Mỹ nó có khác nhau, chênh nhau khoảng 1.000 đô, thì em khuyên mọi người nên làm ở Mỹ đi. Có vụ gì làm sao người ta chịu trách nhiệm. Còn về Việt Nam giống như cá nằm trên thớt đó, mình có bắt đèn được ai. Rồi đấy nó lại còn đằn mình ra, nó xẻo, nó tùng xẻo mình, nó đau đớn. Lại còn vừa chịu cái áp lực tâm lý vào người, xong rồi lại còn vừa chịu hành hạ thể xác. Thế có khó không? Trời ơi, nghe cô nói mà xót xa thay cho cô. Đau đớn lắm cô. Đau đớn lắm mấy cô mấy chú ạ. Mấy cô mấy chị ạ. Thành ra mọi người cẩn thận nhé, đi làm đẹp. Làm đẹp Việt Nam là phải cẩn thận ấy. Nhất là làm những cái ca phẫu thuật lớn giống như là chỉnh hình nọ kia là rất nguy hiểm. Cảm ơn các cô các chú đã lắng nghe câu chuyện của em. Em hẹn gặp lại trong chương trình sau.